Có lẽ người công giáo chúng ta cũng như là người chưa có niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô không ít lần cũng đặt câu hỏi khi nào đến ngày tận thế. Và làm sao chúng ta biết được ngày đó? Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là trở lại nguồn gốc từ Thánh Kinh, chính là lời Chúa. Và trong đó Thánh Kinh Tân Ước, Chúa Giêsu đã trực tiếp chia sẻ về thiên đàng và cái ngày cuối cùng của đời người chúng ta như thế nào. Cứ đứng trước những diễn biến ở trong cuộc sống, cả về kinh tế, cả về thiên tai, thì con người lại đồn đoán về ngày cuối cùng của thế giới. Cách đây không lâu cũng rộ lên những tin đồn đoán rằng theo lịch cổ của người Maya, thế giới sẽ tận diệt vào năm 2012. Thời điểm đó đã qua lâu rồi và mọi thứ vẫn cứ vận hành và sinh hoạt như thường lệ. Thế nhưng cho đến ngày nay, vẫn còn những kẻ rỗi sự và tiếp tục bàn đi bàn lại những câu chuyện khi nào là ngày cuối cùng, ngày tận thế đến. Mặc cho lời Chúa đã khuyến cáo chúng ta rằng, trong lời Chúa Thánh Sử Marco chương 13 câu 32 đã nói, về ngày ấy hay là giờ ấy thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời, cả con nữa trừ phi là cha. Ngày tận thế có nguồn gốc trong Kinh Thánh, dầu các sách Kinh Thánh cổ xưa nhất không nói đến ngày này. Các tiên tri là những người đầu tiên rao giảng về ngày của Chúa, ngày trừng phạt, khi quốc gia Israel đến ngày tận cùng của nó. Trong sách Ezekiel chương 7 từ câu 1 đến câu 27, hay là sách Amos chương 5 từ câu 18 đến câu 20. Sau đó một vài tiên tri đã thấy ngày của Chúa như là thời điểm Chúa xét xử và là lúc tai ương lan tràn cả mặt đất. Đất phải cư tang, dãy chết, dương gian ổ rũ, dãy chết ổ rũ tất cả cao vời với đất thấp. Trong sách tiên tri Daniel cũng đã nói về ngày tận thế, phần ngươi hãy đi cho đến muốt cùng, ngươi sẽ được an nghỉ và ngươi sẽ đứng lên lãnh phần ngươi và lúc cùng tận những ngày thời gian qua. Daniel chương 12 câu 13, thị kiến nổi danh của tiên tri Daniel về bốn con mãnh thú, về đấng cao niên và con người có thể được cắt nghĩa như là thị kiến về khung cảnh Chúa phán xét và lúc tận thế. Daniel chương 7 từ câu 1 đến câu 27. Chúa Giêsu và các môn đệ tin chắc là thế giới tới ngày tận cùng của nó. Các tin mừng từ Thánh Marco, Thánh Matthew ghi lại việc Chúa Giêsu đã diễn tả chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc tận thế. Mặc dù những biến cố đó đôi khi bị cắt nghĩa lẫn lộn với việc quân La Mã phá hủy thành Jerusalem vào năm 70 sau Công nguyên, nơi tin mừng Thánh Marco đoạn 13, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu về ngày tận cùng của thành Jerusalem và trong câu trả lời của Chúa, ta thấy có những chi tiết về thời thế, về thế mạng. Nhưng trong những ngày ấy, sau cơn khốn quẫn ấy, mặt trời sẽ tối sầm, mặt trăng mất sáng, tinh tú từ trời sa xuống và các quyền năng từ trời bị lay chuyển. Marco chương 13 từ câu 24 đến câu 25. Kế tiếp Chúa nhắc đến thị kiến trong sách Daniel đoạn 7 khi tiên đoán rằng con người sẽ đến trong đám mây. Và Thánh Sử Marco cũng nói trong chương 13 câu 26 như thế. Đoạn song song nơi tin mừng Thánh Luca không nói gì đến tận thế. Thế nhưng đoạn song song nơi tin mừng Thánh Matthew lại cung cấp nhiều chi tiết hơn về thời điểm này. Như từ câu 15 cho đến câu 31, Matthew chương 24 nói rằng: Vậy khi anh em thấy đặt trong nơi thánh đồ ghê tởm khốc hại mà ngôn sứ Daniel đã nói đến, thì người đọc hãy lo mà hiểu. Thì bây giờ ai ở miền Jude hãy trốn lên núi, ai ở trên sân thượng thì đừng xuống lấy đồ đạc trong nhà, ai ở ngoài đồng thì đừng trở lại phía sau lấy áo choàng của mình. Khốn cho những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó, anh em hãy cầu xin cho khỏi phải chạy trốn vào mùa đông hay ngày Sa-bát. Vì khi ấy sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa. Nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại thì không ai được cứu thoát, nhưng vì những người được tuyển chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn. Bây giờ nếu có ai bảo anh em này đứng Kitô ở đây hoặc ở đó thì anh em đừng tin. Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn nếu có thể. Thầy báo trước cho anh em đó. Vậy nếu người ta bảo anh em này, người ở trong hoang địa, anh em chớ ra đó, kìa người ở trong phòng kín,
anh em cũng đừng tin. Vì như chớp lóe ra từ phương Đông và chiếu sáng đến phương Tây thế nào, thì cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy, xác chết nằm đâu diều hâu tụ đó. Ngay sau những ngày gian nan ấy thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời. Bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy con người rất uy nghi, vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của người thổi loa vang dậy và tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia. Chính Thánh Phaolô cũng nhắc đến tận thế một vài lần, đặc biệt khi Ngài giảng dạy các môn đệ về chuyện các kẻ chết sống lại. Và đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này, không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên và những kẻ chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát, còn chúng ta sẽ được biến đổi. Trong thư thứ nhất gửi Côrintô chương 15 từ câu 51 đến câu 52. Và lạy Chúa đừng để con quá nghèo, vì nghèo quá làm con nghi nan, và giàu quá làm con xa hoa. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa, không cần đáp đề. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, chọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa đừng để con quá tài, và lạy Chúa đừng để con yếu hèn, vì hèn yếu làm con bi quan, và tài cán làm con kiêu căng. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa, không cần đáp đề. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, chọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa đừng để con quá buồn, và lạy Chúa đừng để con đắm chìm, vì chìm đắm lòng con đi hoang, và buồn chán làm con vong ơn. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa, không cần đáp đề. Cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là
của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa, cuộc đời con đây, trọn đời con đây, hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Vì lạy Chúa, cuộc đời con đây, cuộc đời con đây, có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa, cuộc đời con đây, trọn đời con đây,